cho hai tập hợp ước của nhiều 10, ước của 15 giao của hai tập hợp đó. Thứ nhất, tìm ước giùm lại đi. Ước là gì? Ước là gì? Chia. Chia cho một đi. Được. Một. Hai được không? Hai được. Ba. Không. Bốn. Không. Năm. Được. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Được. Tiếp tục. Ước là chia. Chia một được không? Được. Chia hai. Được. Chia hai. 15 mà chia 2 được. Nhớ dấu hiệu chia 2 liền. Chia 3. Được. Chia 4. Không. Chia 5. Được. Chia 6. Không. 7. Không. 8. Không. 9. Không. 10. 11. 12. 13. 14. 10. 15. Rồi nghe kỹ lại cái từ nè. Ước của 10 và ước của 15. Kiếm cái phần giao. Giao là kiếm cái phần chung. Nhìn vô. Giao là kiếm cái phần chung. Vậy khác gì ước chung đâu. Đúng rồi đó. Khác gì tên không? Đúng rồi đó. Hiểu rồi đó. Bắt đầu chung. Nhiêu? Một. Tiếp. Năm. Tiếp. Hết rồi. Đúng rồi. Giỏi. Hay. Có chứng kiến. Đúng chưa? Vậy là giao của ước 10 với ước 15 chính là ước chung gì? Ước chung của 10 và 10. 15 chính là 1 và 5. Giỏi. Không, công nhận.